Trong chợ có một quán cơm chay tự chọn nha. 15k. Ăn bao no. Bán tầm khoảng hơn. Hết nghỉ. 15.000, ăn bao no luôn. Có chao nha. Canh chua. Chỉ có 15.000 thôi. Bao no. Có rau luộc. Tàu hũ. Cải xào. Lẩu quê. Hũ gà. Nói chung á, ăn chay nhưng mà đầy đủ. Những cái món rau là nhiều. Ăn riết. Còn mấy cái chưa có làm. Những trễ giờ giao.